Xin chào quý bà con kênh YouTube Võ Văn Đồng. Nay có bán tất cả các loại hạt giống dưa hấu và thuốc dưỡng thuốc đặc trị bệnh cho dưa hấu. Bà con và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để có những video mới nhất. Nay được 19 ngày, dưa mình nói chung nó không được mập hung, nhưng mà nó cũng bỏ ngọn bò và còn những cây nhỏ như vậy nè bà con. Thì hôm nay mình pha thuốc, mình phun lại những cái nhỏ này để cho nó kịp theo những cái cây dưa lớn, để cho nó được cái độ đồng đều. Mình hy vọng vậy thôi, nhưng mà tại vì lúc trước mình bận công chuyện thành ra mình không có phun được cho mấy cái nhỏ này. Thường á, mấy cái nhỏ này bà con và các bạn nên mồi thuốc với phân, cũng như là phân hữu cơ, mình bồi dưỡng cho những cây nhỏ. Mình ưu tiên cho nó là cái giai đoạn khoảng chừng 10 ngày, 12 ngày, 7 ngày. Lúc đó thì mình đi hai ba cử thì nó sẽ nâng lên bằng mấy cây lớn. Đó. Thì hôm nay là mình cũng cố gắng mình phun một cử nữa để cho mấy cây nhỏ này nó theo kịp mấy cây lớn, mà chắc là nó cũng theo thôi nhưng mà nó không kịp đâu. Rồi mấy cây lớn này á. Mấy cây dưa lớn này thì mình đã có phun một cái trên ruộng mình đã có phun một lần thuốc bệnh hôm qua nha bà con. Đó là cái bệnh giả sương mai, mình thường nói đó là mình phun cái Organis Opti 406 SC, là mình đã từng làm video quảng cáo cho Sinta đó ha. Đó thì mình thấy nó chớm xuất hiện bệnh khoảng chừng trên ruộng mình 10 cây, 10 mấy cây gì đó, thì mình phun lần đầu tiên cho nó nhẹ bệnh, nhẹ thuốc lên tí, bị cái thuốc này nói chung là nó cũng hơi đắt giá đó. Thì hồi nãy mình nói rằng mình mồi những cây nhỏ này, nếu mà trường hợp mình thấy nó theo không kịp thì mình để mấy cây dưa lớn này nè khoảng chừng 2 tới 3 ngày nữa, tức là khoảng chừng 21-22 ngày mình bấm đột, là khi 3 ngày nữa thì cây dưa này nó đã bò xuống, nó ngã ngọn xuống khoảng ra chừng hai lá nữa hoặc ba lá nữa. Những cái dưa tốt thì nó ra ba lá nữa, như cây dưa này thì nó ra thêm ba lá nữa. Thì giờ mình bấm cái đọt, nó là bây giờ mình cho cái dinh dưỡng nó tập trung vô cái đọt này để nó bò ra, là khi mình bấm cái ngọn mình chừa bốn lá gì hoặc là năm lá đó, năm lá cả này thì nó sẽ mấy cái chèo ở trong này nó không có ra được, bị vì cái đầu cái nó đang hút cái dinh dưỡng. Thì mình đợi những cái nhỏ này được, tức là mình đợi những cái nhỏ này là mình làm bằng cách này, là cũng như là hãm, mình cắt bỏ những cái phần mà dài hơn của những cái nhỏ, để mình lấy cái chèo là cây lớn này để cho nó so đồng lại với nhau. Vì hôm trước á làm xuống hột là xuống hột không lên mồng, thì những cái hạt mà nó lên sau bột nó sẽ nhỏ hơn những cái hạt lên trước đó. Thì theo cái cách mình làm là gì, rồi hôm nay mình chia sẻ cái lần thuốc dưỡng cho bà con. Thì đây là những cái gói thuốc mà mình thường dùng nè, 3311 của Ago, công ty Quang Nông. Với cái Kali 300 này là của công ty Ba Con Cò nè. Đó, thì cái này là Kali với dạng hữu cơ nha bà con. Vì là mình không có cái mình đã hết cái Kali 500 rồi, thì mình lấy cái Kali 300 này mình phun thay thế cái Kali 500 đó. Rồi mình cộng thêm cái đạm cá amino này, organic hữu cơ đậm đặc. Thì mình cộng thêm cái dòng hữu cơ này, hữu cơ đạm cá, thì thường hữu cơ cá cái đạm nó rất cao. Vì cái thời điểm này là mình phun nung mấy cây nhỏ lên bằng những cái lớn, thì mình cho cái đạm nó cao lên. Bên cạnh đó mình cũng kèm lại cái kali, nhưng mà mình sử dụng cái kali với dạng hữu cơ nha bà con, dạng hữu cơ đó là kali 300 này đó. Rồi mình cộng thêm cái dư lượng
để cho nó phát triển mạnh thân lá, nuôi dây. Đó, thì mình cộng thêm cái dư lượng 33-11-11 te này. Thì đây là cái lần phun mà mình phun mồi những cái nhỏ. Thì trên ruộng mình 3 công như vậy luôn. Thì trên 3 công này mình phun chừng một bình thuốc à. À, mình mồi mấy cái nhỏ chừng bình thuốc à. Còn mình phun giáp ruộng á, với cái cần bét mà mình sử dụng á, là cái cần bóp như nè bà con. Đó, thì cái cần bóp này á, mình cứ đi tới cái cây mình bóp gì á, thì nó sẽ tiết kiệm được cái lượng thuốc phun ra, nhằm tránh lãng phí. Mình phun trực tiếp lên cái cây trồng của mình, tránh cái lãng phí. Thì mình phun giáp ruộng nó chỉ có khoảng chừng lúc dưa nhỏ 7-8 ngày tuổi thì mình phun một bình. Thì hôm nay là dưa 10-20 ngày tuổi thì mình phun khoảng chừng một bình rưỡi. Thì mình cũng chia sẻ một cái đoạn video clip ngắn để cho bà con tham khảo. Rồi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con qua những cái video sau.